Anh thích Konnichiwa hả? Chuyện đó dễ thấy lắm sao? Cũng không phải dễ thấy, nhưng nếu quan sát kỹ một chút thì sẽ nhận ra. Nè, ví dụ như lúc anh đấm mạnh một phát vào mặt bạn thân anh đó, không phải chỉ vì anh thấy giận thay cho tôi, mà phần lớn là vì anh tức giận và lo lắng cho cảm xúc của cô Nicha. Nicha trước giờ vẫn thích Khiêm, cho dù Khiêm đôi khi không quan tâm tới cô ấy, nhưng mà tôi nghĩ điều kiện giống như Khiêm xứng đáng ở bên cạnh Nicha hơn tôi. Anh nói cũng đúng. Hai người đó rất xứng với nhau. Nè cô, sao cô mua quá trời bánh bao mà không mua chai nước nào hết vậy? Nước miếng đó, nuốt đi. Có nước miếng đó, uống tạm đi. Ôi, nãy giờ ăn nhiều quá, nó căng cứng bụng luôn rồi. Vậy còn cô, có thích Khiên không? Hỏi cái gì vậy? Ê, nè, cô hỏi chuyện của tôi được mà, sao tôi hỏi lại cô thì lại không được chứ? Ừ? Tôi không thích anh ta, tôi thích Toàn Nam. Ê nè, khoan đã, Khiên với lại Toàn Nam là cùng một người mà. Không phải đâu, hai người đó không có giống nhau. Không phải, không đời nào, không giống nhau chút nào hết. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Nói vậy là hiểu rồi, ok ha. Vậy tóm lại là cả hai chúng ta đều đang thất tình. Hay là mình thử tìm hiểu nhau đi. Điên hả? Cái anh này nè, sao vậy hả? Cô cũng đang độc thân mà. Vậy thì tìm hiểu nhau đi. Tôi không có rảnh đâu, công việc bận sắp mặt luôn. Anh rảnh thì đi gọi nhà vệ sinh giúp tôi đi.